em luôn hả? Thầy ơi! Ơi! Dạ! Dạ! Anh đưa kiến đây dạ! Đưa kiến đây! Thầy ơi! Cũng rất là khó chịu luôn, nhưng mà đành giữ các thiết bị điện tử nên phải phải đứng ở chỗ này. Và đây là cái mọi người sẽ biết đây là cái chỉ có một cái trụ hình vuông như thế này thôi nha. Cái gọng mắt luôn hả anh Hiếu? Cái áo với thuốc hút với trăm mấy chục ngàn. Thế nãy giờ mình về mình lấy còn mình xả nhớt cái xả xăng ra để chạy lại bình thường vậy Hiếu. Áo bình xăng con được hết. Anh Hiếu ơi, cái này gọi là mất cái chị lắng chạy luôn. Mất hết. Mà vui. Phải. Khởi động. Mua khỉ. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay thì Bùi Hồ quay cái clip này á là muốn giải thích cho cô bác quý anh chị biết là thật ra thì không muốn quay nhiều, tại vì quay nhiều xem rồi mọi người xem sẽ chán, nhưng mà thật hư là cái chuyện anh Hiếu có thật sự là mò cá ở dưới sông hay không, hay là hai anh em mình dàn dựng, người ta nói mình đặt cái 12 cửa ngục ở dưới sẵn. Thì đó anh bắt lên để em quay phim. Thì anh có thể trả lời cho em câu hỏi này không? Nếu mà ai không tin thì cứ có số điện thoại trên màn hình Bùi Hồ để đó, thì cứ lại đây dắt đi thẳng cho anh em bạn bè coi trực tiếp, để không có dàn dựng. Cái này là 100% là không có dàn dựng cô bác anh chị. Người ta nói bắt có người ta bắt cá cũng đây không cũng có, nhưng mà bắt ở cái con sông vậy làm sao anh bắt dính? Tại vì mình có cái biết cái khuyết điểm cá nó ở, chứ không phải là mua hay hoặc là đặt cửa ngục gì dàn dựng hết. Nếu mà ai không tin thì Bùi Hồ đã có để số điện thoại trên màn hình, không tin thì cứ về đây dẫn chở anh em đi du lịch đàng hoàng. Hôm nay thì mình đi mò bắt cá với lại gì anh? Nay mình ngán cá, giờ bắt mớ cá thôi, với mớ bung bung dẹm cờ vô nướng mớ hành nhậu. Dạ. Cái anh Hiếu là chỉ đi chơi tình nghĩa thôi, nhưng mà cái hoàn cảnh anh Hiếu cũng khó khăn đó. Thì mỗi lần đi á thì anh Hiếu phải bỏ mất một ngày công của mình để anh Hiếu làm. Thì cô anh chị em cô bác nào đó có số điện thoại của Bùi Hồ cũng như là của anh Hiếu trên màn hình, thì không tin á thì cứ liên hệ đến số Bùi Hồ sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho cô bác của anh chị. Mưa hôm qua cái nhiều quá, nước nó động lại nhiều nên thành thử ra là mấy anh em đi cũng đông cũng tắc hơi nhiều. Anh Hiếu, mọi người nói sao anh không mang kiến anh Hiếu? Kiến cũng đâu có thấy đường thấy gì đâu mình mang. Xuống dưới cũng nhắm mắt mắt không. Vậy hả? Ví dụ như mình mang kiến mình mở ra thì nó đâu không thấy hết. Còn bộ không thấy nhưng mà mình nó đỡ phân tâm hơn không? Không không. Mang kiến chủ yếu là lặn, mình lặn biển rồi á, coi này kia rồi chơi thôi, chứ ở quê mình mang kiến cũng như không à. Mà anh cũng không quen luôn hả? Không. Đó giờ là không mang kiến. Dạ. Ở trên cái chiếc xuồng nhỏ như thế này có 3 người. Với lại Bùi Hồ với lại anh cậu nữa là tổng cộng là 5 người. 5 người thì trong đó anh Hiếu là cái người mà mò lặn bắt cá bằng tay không trên khơi sông. Thì 4 người từng đi chung với anh Hiếu này cũng không hề tin là anh Hiếu có thể bắt được những cái con cá như vậy ở trên sông, kể cả những cái con cá mà nó thường sống ở trên mặt nước. Cũng như mọi khi thì đi thì anh Hiếu cũng sẽ đem cái gọng, nhưng mà trong cái gọng này giờ anh đem thêm một cái bồng. Cái bồng này thì dùng để bắt cái con chim chép, một cái con mà nó sống ở dưới con gì, con cờ. Rồi. Có dây không? Con cờ dẹp với bông bông. Bông bông với cờ dẹp mà nó nằm ở dưới đáy hả? Ờ, ống gạo rồi đó. Cái đi này là tháng mình là tháng nước này là nước thượng nguồn nó về anh Hiếu hả? Lúc này là nước thượng nguồn đang về, nước đang lên. Thì nước về thì mình sẽ bắt cá nhiều hơn không anh? Có thu nhập cũng được mà quá thế bão sóng gió. Dạ. Mọi người biết thì cái việc mà bắt cá bằng tay của anh Hiếu nó sẽ khác với lại giăng lưới.
giăng lưới thì người ta sẽ đợi nước lên, lúc con cá đi ăn thì mọi người sẽ giăng. Còn anh Hiếu thì bắt cá bằng tay không thì đợi con cá nó không nước rút, con cá nó không đi ăn thì anh Hiếu lúc đó anh Hiếu sẽ bắt. Mỗi người một người một chuyên môn khác nhau. Cái này giống chen qua cửa hẹp quá cô. Kiếm cái bọc bỏ đừng thổi đồ vô nghe, đánh đánh nó hút nha. Ok. Giữa hai chiếc phà là một chiếc xuồng. Chen qua cửa hẹp đẩy đi ra sông. Sông búa, sông búa. Sông này nó nguy hiểm không? À. Trời 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 trời. Thấy không? Nước nó lên. Ôi, nước nước nó lên mặn. Sống này nguy hiểm lắm mà anh Hiếu. Rất là nguy hiểm. Tại vì bão mà. Trời ơi trời trời. Ơi ơi. Làm kia mà hết nước lạnh vậy? Ủa cái này là mình không dám chạy máy hả? Không cần chạy máy, chạy máy có thể có mình có khả năng là mình có không có áo phao. Bây giờ này sóng quá, nếu mà chạy máy thì mình phải có áo phao mới dám chạy. Sóng gì là mình mò có gì không anh? Cũng được, tại vì sóng ở trên mặt nước thôi chứ xuống đá gì cũng như vậy. Mà sợ anh em ngồi trên xuồng lâu đi nguy hiểm thôi. Anh Hiếu khẳng định lời lần nữa là không phải là gì, không phải là đặt sẵn để dàn cảnh để quay phim anh Hiếu. Còn cái đích vô. Đây nữa, ta là chịu không ơi. Cái này là nếu mà anh em không tin đó, mơ mốt xem clip Mùi Hồ cứ đưa điện qua thông qua số điện thoại. Cho số điện luôn nha. Rồi. Anh nhớ cái đồ ấy rồi chưa? Mày lấy rồi lấy gì hồi sáng? Trời nó sống nè. Sống này chìm đồ vậy chơi nha. Ai ở dân Sài Gòn thì không nên đi vào mùa này. Trời ơi. Sống nó đạp xuống trỗi không ngẫu luôn à. Tắt nước ra dạ. Tắt kìa, tắt kìa lẹ ra. Nó chìm luôn bây giờ. Bên tết. Trời ơi, sống nó ghê. Thằng cô kêu tắt nước, tắt cho nó liền cái thao. Không ngẫu luôn rồi. Không nói. Ôi ôi. Ướt, ướt hết trơn luôn rồi. Nhúng nhích cậu chìm kìa. Nhúng nhích chìm không? Chìm đó, đừng nhúng nhích, ngồi im đi. Sao sống vậy thấy ghê quá cậu. Sao nó hết lên não hả? Anh Hiếu có gì em đu lên cái cột này được không? Có cái cột này. Trời ơi trời. Em thấy em buông nhà đó. Buông cho hậu đứng lên cái trụ đó nè. Cho em đợi cái trụ đó em đứng nha. Đứng ở đây nè cô bác tính vậy cơ. Đẩy cái thuốc nào lên nắp qua đây. Nắp con điện á. Ây da. Chém luôn hả? Ây ơi. Ây. Dạ. Dạ. Ây đưa kiến đây dạ. Đưa kiến đây. Đưa. Đủ lắm. Ây ơi. Đãi nè. Đứng dậy đãi cái thuốc rồi. Dạ ôm cái cột chứ. Kiểu đẩy có thuốc phòng định nắp có trễ nó trời. Rồi rồi, đẩy rồi. Đưa đây, đưa đây, đưa. Con. Có con mình. Con. Con. Đây là anh Hiếu, vua bắt cá. Trời, danh hình phướng. Đây là. Dạ đó. Dạ rồi. Ở chiếc xuồng rồi. Dạ biết lẩu không dạ? Biết. Trời ơi. Mọi người có coi cái clip này là thấy đó. Đang đứng trên chiếc xuồng hả dạ? Đứng trụ, chạy trụ quá cho mày đó. Ồ vậy hả? Còn đây là hai người nè. Đây là bé Tư nè. Đây là cậu Út nè. Còn mình là Bùi Hồ đang live stream. Đang quay cho con công tác. Lột quần nha, lột quần nha Tư. Tư, Tư, lột quần nha. Lột quần qua quăng lên đây, thiệt đó. Được rồi. Dịnh có cây nóng này, dịnh nhậm vậy. Trời ơi. Lột lên đây nè, đưa cho hậu để lên đây. Lột lên đây đưa con nè. Lột lên. Lột lên. Lột lên. Lột lên. Lột lên. Đây, đây, đây. Có bọc ướt vậy. Có ướt sao rồi, chìm cái giờ, tao lặn cái giờ lên lặn. Sao lâu rồi hậu ơi? Sao lâu rồi? Để lên cái nắp trụ á hậu.
này hả? Ờ có con bỏ đây nè. Rồi sao ta? Quan trọng là mấy cái thiết bị công nghệ á, về điện tử á. Dạ biết gọi không? Rồi sao mọi gì mọi có không anh Hiếu? Máy rồi, mẹ hư mẹ à, mà chặt cái không mò. Quay được rồi, chặt có hình hư kìa. Không phải, hư mẹ luôn rồi. Để chị mà còn chụp hình. Trời ơi, khổ quá, anh Hiếu rồi. Rồi sao mình vớt nó lên anh Hiếu? Rồi anh lặn xuống rồi. Trời ơi, hồi đó giờ có bị chìm xuồng như không con hái? Trời ơi, do sóng gì mà thấy ghê luôn á. Đúng rồi. Tại giờ được không? Dạ nó giỡn ta, nó giữa tao tát nó kìa. Đổi chơi mà đổi thừa. Bên đây là bên đây hai người, bên kia hai người. Trời ơi, nhà hên không biết ở đâu mà đúng là cái số bệnh hên thiệt. Ở đâu mà nó có cây cột này đứng ở trên đây. Y gan một con khỉ luôn á. Bị tắt đầu á, đủ ra ngoài rồi chứ. Ra ngoài đáng quay lại là không sao đó. Đúng rồi. Tại đi xéo đi ngang cái xuống ra ngoài quay lên là không sao. Cô bác nghe thấy YouTuber mà đứng giữa sông mà quay gì cho mấy người kia ngậu dưới nước không? Đó đây là anh Hiếu nè. Cười. Xuống chìm luôn rồi, ư luôn rồi. Còn đây là cậu nè, Út nè. Quay đầu lại vô Hiếu. Đây là cậu Hải với lại đến từ 4 người vẫn đi gan. Nhưng mà bây giờ chiếc xuồng nó đâu mất tiêu rồi. Em ơi. Tại sao mình lấy xuồng lên được ta? Hả? Tại sao mình kéo nó lên được? Bây giờ tắt máy đi, bây giờ ngồi đợi đi biết sao giờ. Mày cho điện thoại mày cộng với mày điện cho Phương ra rồi. Cái này là con... Mày kiếm cái xuồng bự ra đi. Kêu Phương lại kêu Út thiệt á. Bây giờ tìm vương ngán để đi vô bờ ở trong kia. Bùi hồ giống như là ôm cây đợi khỉ, ôm cây đợi cá nè. Ghép lên lục bình nó nằm. Nơi cái trụ đó là nơi anh Hiếu mà thường mò của bác anh chị. Tại nơi đó cá nó sẽ ụ đó nhiều. Còn mình thì đang đứng ở đây. Đây là ông cậu mình, ông Đu nè. Mát không? Cậu ơi. Cắm luôn đi nhỏ mà chứ mẹ. À, ở đây thì mọi người đang tìm một cái cách để mà lấy chiếc xuồng vô. Anh Hiếu thì đang đứng đằng kia. Ông cậu thì cũng đang lặn ở đây. Còn mình thì vẫn còn đang khô tại vì giữ mấy thiết bị đồ điện tử đó. Bên kia là xa xa, bên kia là anh em mình với là ông cậu đang tìm cách lặn, không biết làm sao mà lông chiếc xuồng người lên. Thì khi mà chìm xuồng thì người ta sẽ tìm cách để cho chiếc xuồng nó lỗi là nổi lên và người ta sẽ lông lên. Thì ở đây mình miền Tây thì mình gọi là lông chiếc xuồng lên. À, anh Hiếu ơi, nó giặt vô trong luôn hả anh Hiếu? Nó lật úp luôn hả? Rồi đồ mất không ta? Cái máy nó xích không? Dầu rồi sao? Anh Hiếu? Dầu rồi sao? Không biết hả? Trời ơi, đi lần này thiệt hại rồi. Lý do là sống này người ta gọi là sống lưỡi búa. Nên rất là nguy hiểm. Cái chỗ ông cậu đứng ở chỗ đó là ngay ở trên một cái trụ giống như Bùi Hồ. Không biết là may mắn làm sao mà Bùi Hồ chỉ còn mình Bùi Hồ được lên đây. Hồi nãy cũng linh quinh quá trời luôn mới được lên tới đây đây á. Tại sao làm gì à? Gạch vô hả vậy anh? Gạch vô hả vậy? À, nói vậy chứ như làm YouTuber có những cái thời điểm mà như thế này cũng được gọi là lịch sử kỷ niệm mà. Người bỏ đôi dép ở đây luôn nè. Hả? Tất cả các dép thì với lại dầm với lại những ván của chiếc xuồng á. Nó bỏ ở đây luôn. Nước ở dưới này thì rất là sâu luôn chứ không phải là cạn thôi, tầm 7-8 mét nước gì đó. Cũng tội nghiệp mấy anh em ở đằng kia. Cứu lên! Cứu lên! Được chưa? Không biết thì Bùi Hồ lấy cái điện thoại ra quay để quay cận cảnh cho mọi người biết.
thì mọi người, anh Hiếu mọi người đang ở cái chỗ đó, nó bị đang lông chiếc xuồng lên bờ để cho nó bớt nước ra, thì rất là khó khăn, là vất vả luôn á. Nói chung là lần đầu tiên hiếm hoi mà dân miền Tây lại đi lại bị chìm xuồng như thế này. Tao đứng thử rồi nó lúc đầu không? Khoảng mấy mét rồi. Cái thao đâu? Có cái bình xăng nè. Cái thao đâu? Chứ mấy miếng ván này nè, đâu có thấy thao gì đâu. Có bình xăng nằm đó đó. Thấy thao không? Không. Này là nghe bút của mình nha. Không, có thao đó. Cầm cái dầm lên đẳng luôn đi. Cầm sao cầm? Đu này nè, đu cái cột cái đi. Nào mệt, bá vô lục bình. mới về đi lần đầu tiên bị chìm xuồng luôn. Đúng là số hên thiệt chứ. Rồi lát nữa chiếc xuồng nó lại đây nghe sao anh Hiếu? Chiếc xuồng lại đây rước em nha. Thật ra thì những người mà lấy chiếc xuồng ở dưới đó cực nhưng mà khỏe hơn Bùi Hồ rất là nhiều. Tại vì Bùi Hồ đứng ở đây khoảng khoảng hơn 30 phút rồi đó, nhưng mà chỉ có đứng ở chỗ cái trụ nhỏ như thế này thôi cũng rất là khó chịu luôn, nhưng mà đành giữ các thiết bị điện tử nên phải đứng ở chỗ này. Và đây là cái mọi người sẽ biết đây là cái chỉ có một cái trụ hình vuông như thế này thôi nha. Chỉ có đứng được hai cái lòng bàn chân mình gọn gàng đây thôi, nhưng mà chỉ có đứng hai lòng bàn chân gọn gàng ở đây thôi nè, rất là mỏi chân. Dạ sao anh đi lên đây rồi bỏ con đây vậy? Ở đây là mọi người làm gãy á, cái không khí rất là mát. Ông lội lên đâu? Lội lên đó đó. Rồi chỗ Út năm nay 40 tuổi nhưng mà vẫn lội như là kình ngư ánh viên. Bây giờ ở đây nó có một cái trụ nước này, cậu Út sẽ lội luôn. Leo lên hả cậu Út? Trong lúc cậu Út leo lên thì hai đồng chí này đang neo chiếc xuồng lại vớt mình. Cái cảm giác mà ở đây mà nghĩ là mấy người mà miền Trung mà bị lũ nó lên đó anh Hiếu, mà người ta ngồi trên cái nóc nhà. Trời ơi, người ta đỡ gì người ta sao ta chịu nổi trời. Nãy giờ đợi nửa tiếng mà người ta đợi mấy ngày trên kia á. Rồi, một. Rồi. Một. Gieo. Rồi, rồi xong rồi. Không. Bây giờ em lên được chưa? Chưa. Ở dưới xuồng này nè. Mấy cái bình kia đâu rồi anh Hiếu? Bình xăng đâu rồi? Mát con Tư. Dạ mày lậu đẳng dạ. Dạ lội. Dạ nó quần jean. Không mày lậu nổi, không mày lậu giống mày bỏ ra đây, bỏ nó dạ. Dạ vậy. Cái bánh chút xíu đây. Không phải, miếng mi tiết. Chừng nó hộp chìm dưới lục bình. Nó nằm dưới dạ lục bình á. Ôi ơi, một mình cậu Hải đứng rồi mà chiếc xuồng nó vậy đó hả? Ừ, sống ập đó, sống lớn. Bây giờ chỉ có một người leo lên được thôi hả? Một người, hai người cũng được, bảy xuống được hơn. Con xuống được chưa? Được. Đứng mỏi quá. Ông cầm giùm con cái kính này của anh Tư ơi. Lấy con xuống vòng xuống chưa? Chưa, đây con coi. Đấy, đi sâu tạc nắng tốt chứ luôn. Con xuống lắc lư ghê quá. Giờ này không có điện đài gì nữa. Mày xuống người ta điện mày. Rồi ngồi xuống đàng hoàng nữa, sâu đi nè. Chưa nha. Đang chìm xuồng anh ơi, đang quay cá bị chìm xuồng. Đang chìm xuồng mới xuống. Nha. Ghê quá. Trời ơi, vậy mà lấy em bún.
cái cảm giác như như thế nào khi lần đầu tiên bị chìm xuồng? Chút đây là hết à, chút này cho mày quay. Đây nè, con đứng ở chỗ cây cây này nè, dựa vô đây nè. Thì dựa đây nè. Có không vô, gió mà, nước chảy mạnh nữa mà. Anh Hiếu bình thường anh lội được nhiêu mét anh Hiếu? Lội không gì đó. 15-20 mét. Ô. Trời ơi. Nó lên đó mày dịnh đó mày cục vậy đó lại dưới này đủ quá, không có gió gì nữa chứ. Ở dưới này là khuất gió không? Ờ, khuất bệnh rồi. Rồi lát nữa sao vậy? Về hồi lên về. Đi bộ hả? Ừ. Phá xuống bỏ đây luôn. Bỏ đây luôn hả? Cái này sao bơ ôi nước gì được nữa đâu. Má con chạy được, phải chạy được đỡ. Bây giờ. Vô trong kia kìa. Đi lên đây nè. Chạy lên luôn, có được chạy lên đó. Ờ vậy hả? Ờ mày lặn lên cái miếng quầy đó. Bước lên này hả? Ờ à, cụ miếng quầy nó leo lên. Miếng nào? Miếng này lưới nè vậy? Đâu có miếng quầy chắc chốt kẹt. À à rồi ok ok để con lên. Như nào đây? Nhanh lên. Rồi đó. Mày leo lên cái miếng quầy đó, mày leo lên. Cây nước sạch. Cây nước sạch là ta đang chạy theo dân xài. À cây nước sạch là lấy từ dưới sông hả? Đây, đứng đây nguy hiểm quá. Qua đây nè. Hồi nãy thì cái trụ thứ nhất, cái trụ thứ hai mình đứng ở trên cái trụ thứ hai đằng đó. Cái xuồng này nó chìm đằng kia. May mắn là mình khôn trí, mình nhanh trí, mình có thể bước xuống lên cái trụ đó được. Nên không ướt các thiết bị điện tử. Ồ cái đường này nhỏ lắm nha. Bơ gì? Bơ sao nổ, bơ gió này bơ không nổ. Thôi bây giờ mình khóa đây luôn anh Hiếu. Bơ nổ không trời. Bốn con chuột. Bốn chục ướt một chục. Cái gọng mắt luôn hả anh Hiếu? Cái áo với thuốc hút với trăm mấy chục ngàn. Cái đó nãy giờ mình về mình lấy còn mình xả nhớt chứ xả nhăn ra để chạy lại bình thường vậy không Hiếu? Áo bình xăng con được ra hết. Anh Hiếu ơi, cái này gọi là mất cái chì lắng chạy luôn. Mất hết. Mà vui. Phải. Ô, sao cái màn mà chìm xuồng là tới màn nhảy cầu. Hết tiền nhảy cầu bay xong. Rồi bây giờ chuyến thứ nhất đầu tiên là vận động viên Trần Minh Hiếu, chuyên gia bắt cá, bắt đầu nhảy cầu. Tới tiếp theo là Lê Văn Út Bệt. Ông cầm máy không? Đúng đi, lại bà Chiến đi. Rồi đó. Rồi. No. Tới tiếp theo là vận động viên Trần Minh Hải. Con đứng bên đây. Từ đây chị xa bắt đầu. Khởi động. Mua khỉ. Hết hàng cho mấy ông cậu 40 có xui đơn đó. Thấy rồi. Miền Tây chơi vui liền nha. Miền Tây gì đó thì trong cái quá trình mà đi bắt cá thì không may là bị chìm xuồng, thì mấy cậu cháu ở ngoài sau này cũng chơi những cái trò chơi của khi xưa, để ôn lại những cái kỷ niệm ngày xưa. Thì video clip của Bùi Hồ đến đây là kết thúc. Mong cô bác quý anh chị sẽ có một clip vui và thú vị về miền Tây. Đây không phải là clip mà dàn dựng, clip một cái tình huống thực tế mà Bùi Hồ truyền tải cho cô bác quý anh chị về ở cảnh sông nước của miền Tây.